Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm. Khẩu một cái về thiết bị y tế. Bản thân trong các gia đình là cũng bà xã và mọi người cũng đang hành nghề y, tức là bác sĩ. Thế nhưng mà đầu tiên ấy, thực chất là đầu tiên là đi học Thầy Châu là mang tính đầu tiên là phải tò mò trước. Vì cũng tò mò là mình là người có bệnh, ví dụ như thấy huyết áp thì không ổn định, rồi là vào thì hai nữa là thấy cái tên là thập trì liên tâm, rồi cảm xạ thì cũng không hiểu nó cảm xạ thì như nào. Vì ngồi với các đàn anh, ví dụ như có những người người ta nói về cảm xạ thì mình mà nghe thì cảm xạ thì thấy hay hay thì đi học. Bản chất thì cũng muốn là học được cái gì, xong rồi mình tò mò để mình xem. Nhưng mà sau khi học xong thì thực ra thì so với các tuổi các bác này thì là chuyên sẽ kém rất nhiều. Cái điểm là bận quá cho nên thực ra không có thời gian thực hành nhiều. Thôi thì cái đầu tiên ấy, học về thì đau đầu thì biết cách bấm huyệt với cả hai, nó tắt mũi thì là để xoa. Có cái cơ bản nhất là cái cặp đá của thầy là về nhà bản thân mình, rồi bà vợ là kể cả là bác sĩ đấy, nhưng mà thôi cứ dùng đi, dùng thì thấy cái này đôi khi nó còn hay hơn cả bác sĩ của cái ngành y. Thì cứ dùng thì vì sau ngày vài buổi đầu tiên dùng thì thấy mình cứ thấy là cái về mặt y học mình thấy cái lượng nước tiểu nó sẽ ra rất vàng và mình thấy dấu hiệu cũng đào thải. Thì sau khi học xong rồi thì là cũng thực ra đến bây giờ đấy cũng mua cổ truyền liên là rất nhiều, tức là mua đến mười mấy cặp là toàn để đi biếu người thân, rồi biếu bên nội bên ngoại những người đang có bệnh, hoặc là biếu mấy chị em. Ví dụ như là hiện nay là cái tuổi này thì là rất nhiều chị em mà mắc bệnh ca chẳng hạn, hoặc u rồi mà sau khi phẫu thuật xong thì bây giờ là mình biếu họ để họ sau khi họ uống những cái thuốc đào thải sau thì là để cho nó đỡ. Thì là cũng thấy là nó rất là hữu ích. Thì hôm nay cũng có cái Thầy Châu đây và có tất cả mọi người đây hiện nay thì là chuyên ấy đang đại diện cho tập đoàn, tức là một cái mảng thiết bị tiêu hao của Mỹ, tức là tập đoàn GE Healthcare của Mỹ tại Việt Nam. Hôm nay thì thực ra cái thập trì liên tâm nó cũng rất hay, là trong cái môn học mà Thầy Châu và Thầy Tuấn đây có giảng là trước khi học mình kiểm tra, tức là sau khi mình xoa bóp bấm huyệt rồi các thứ thì là cái lượng máu trong cơ thể mình sẽ lưu thông. Thực ra cái mục của mình đây là y mao mạch, tức là lưu thông mạch máu, thì lượng oxy trong máu nó sẽ thay đổi. Thì tiện hôm nay thì cũng mang đến đây là biếu một Thầy Châu một cái máy của Mỹ là chuyên để đo về nồng độ oxy trong máu. Bộ máy này là bộ máy cũng tương đối đắt tiền, nó người mấy triệu, nhưng mà cũng gọi là góp một phần vào cái công sức của gọi là cùng với Thầy Châu là để coi như là giúp ích thêm mọi người trong vấn đề hành. Mọi người tự học rồi xong vấn đề hành. Rồi, tôi đưa cho thầy, rồi thầy cầm rồi cho nó tinh tổng cho. Vâng, cô em. Cái này thì nó em hướng dẫn Tuấn, cái này nó rất đơn giản thôi ạ. Có pin và cái này là nó chỉ cắm cái sensor vào là đo lượng SpO2, ví dụ như bình thường của mình. Vâng, đo kẹp đầu ngón tay. Bình thường thì là của một người mà để cho nó sinh hoạt tốt thì là như thầy giảng nó phải nồng độ oxy trong máu nó trên 96. Chứ ai mà khoảng lẹt đẹt khoảng độ 90, 92 là có vấn đề rồi đấy. Thì bây giờ là sau khi mình xoa bóp xong mà cứ đo lên 96, 98, 99 là tuyệt vời rồi. Và cái này đo rất nhạy. Cái này quăng vật thấy quăng vật rất thoải mái. Cái này là cái này nó gọi là quảng cáo, gọi là voi dẫm mà không bị giật. Tất cả đều được bọc bằng oxy, bằng cao su. Cái này cứ bình thường dùng thì còn mai kia thầy dùng mà nó hỏng cái này thì lúc đấy thì rồi. Chắc là em sẽ cung cấp thêm cho thầy cái này. Rồi, cái này đơn giản là cái này chỉ có dùng pin tiểu thôi. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi. Chào. Rồi, không sao, rồi. Đây, em xin. Rồi, cảm ơn. Rất gọn nhẹ. Cái này trong bệnh viện là dùng cho y tá, cho vào cái túi blue đi đâu, tất cả các bệnh nhân kiểm tra vừa và cấp cứu cái đo xem là ông này. Thì ví dụ như là có những người mà trẻ em chẳng hạn, là có những người mà bị thiếu oxy thở kém, cái đo cái biết ngay là phải cho cấp cứu ngay. Ví dụ như là mặt của y tá. Thập trì đạo hay thập trì liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương.
cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.